Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này là thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông tuần qua. Thưa quý vị, để tiếp tục duy trì thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong tình hình, từng bước hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia, không lái xe. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc vẫn đang triển khai quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. Trong 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong 9 tháng qua, có hơn 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 22% tổng xử phạt. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những trường hợp vi phạm, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông còn gửi thông báo tới các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục xử lý về mặt chính quyền. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.338 vụ tai nạn giao thông, làm 4.765 người chết. Bình quân mỗi ngày có 17 người chết bị tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 194 vụ, giảm 124 người chết, tăng 161 người bị thương. Đáng chú ý, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Số vụ ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm vào dịp cao điểm được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình vi phạm trọng tải xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm còn những tồn tại hạn chế, như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sáng 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh, Khu Quản lý Đường 4, Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc và khảo sát thực tế hiện trạng một số đoạn, điểm trên quốc lộ 51, đặc biệt đoạn km 40, km 49, qua đó khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên quốc lộ này. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, thời gian qua tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra khá nghiêm trọng, đặc biệt là trên quốc lộ 51. Theo thống kê, năm 2022, có 45 vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 51, làm chết 32 người, bị thương 23 người. Riêng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 39 vụ, làm chết 28 người, bị thương 18 người. Trong 9 tháng năm 2023, tuyến đường này xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, làm bị thương 24 người. Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu giữa xe máy và các phương tiện có trọng tải lớn, xe đầu kéo chở container. Đánh giá nguyên nhân tai nạn, bên cạnh các lỗi chủ quan đến từ ý thức tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện như xe mô tô đi vào làn xe ô tô, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, thì nhiều vụ tai nạn cũng liên quan đến kết cấu, hệ thống biển báo và sơn kẻ đường. Ngoài ra, hiện nay lưu lượng xe lưu thông qua quốc lộ 51 đang bị quá tải. Theo thiết kế, quốc lộ 51 có lưu lượng khoảng 25.000 lượt phương tiện một ngày đêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát của Phòng Cảnh sát Giao thông cho thấy, lưu lượng xe hiện nay trung bình khoảng trên dưới 40.000 lượt phương tiện một ngày đêm. Riêng các ngày cuối tuần, dịp lễ, ghi nhận trên dưới 60.000 lượt phương tiện một ngày đêm. Qua khảo sát ghi nhận thực tế vào sáng ngày 2 tháng 10 của lực lượng chức năng cho thấy, một số vạch kẻ tại đoạn điểm có dấu hiệu bị nhạt mờ và mất đường kẻ giữa các làn xe ô tô. Nhiều đoạn đường đã bị xuống cấp, ứ đọng nước trong làn xe cơ giới, mặt đường bị ổ gà, không an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 51. Theo Khu Quản lý Đường 4, đơn vị cũng đã ghi nhận tình trạng trên và đã có những đề xuất giải pháp để khắc phục. Song đến thời điểm hiện nay, đơn vị mới chỉ sơn vạch lại được khoảng 2.500m2 trên tổng số 64.000m2 tuyến quốc lộ 51. Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền luật nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho học viên học lái xe năm 2023 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Đặng Lâm. Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phân tích cho hơn 230 học viên, giáo viên về các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông. Cùng với đó là các nhóm vi phạm chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời truyền đạt các kiến thức pháp luật về giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu bia, các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại một số trung tâm đăng kiểm, nhu cầu kiểm định ô tô của người dân bắt đầu tăng trở lại. Cục đăng kiểm khuyến cáo người dân nên đăng ký lịch hẹn kiểm định qua app TTDK và đưa xe đến kiểm định theo đúng khung giờ lựa chọn, tránh phải chờ đợi lâu và cũng gây khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm sắp xếp nhân lực phục vụ. Hiện nay trên app TTDK không chỉ hỗ trợ đặt lịch kiểm định cho chủ xe là cá nhân mà ngay cả các đơn vị kinh doanh vận tải cũng dễ dàng đặt lịch hẹn cho nhiều phương tiện, theo dõi lịch hẹn chủ động dễ dàng. Cục đăng kiểm cũng khuyến cáo tháng 12 năm 2023, nhiều ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm sẽ hết hạn, cộng với lượng xe có nhu cầu kiểm định thường tăng cao vào dịp cuối năm gần Tết Nguyên Đán. Do đó, các chủ xe được gia hạn kiểm định và các chủ xe có nhu cầu nên chủ động sắp xếp thời gian, đặt lịch hẹn đăng kiểm phương tiện sớm để tránh phải chờ đợi lâu, cũng như giảm áp lực cho các đơn vị đăng kiểm. Thưa quý vị, rạng sáng 30 tháng 9 tại km 48 quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách giường nằm và xe ô tô khách 16 chỗ ngồi. Hậu quả đến nay đã có 5 người tử vong, nhiều người bị thương đang được cứu chữa. Ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông, đồng thời phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trực tiếp tới hiện trường, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả. Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, là tài xế lái xe của nhà xe Thành Bưởi, chuyên chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đồng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế Hoàng Văn Tính khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe Thành Bưởi khi va chạm đang chạy tốc độ 69 km/h, vượt quá quy định, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với xe chạy chiều ngược lại. Thời điểm lái xe gây ra tai nạn, tài xế này đang bị công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ. Thế nhưng tài xế này vẫn lái xe dẫn đến hậu quả như trên khiến dư luận bức xúc. Pháp luật quy định sau về trường hợp khi đang bị tước bằng lái xe mà tài xế vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo khoản 4 điều 81 Nghị định số 100 năm 2019, trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nếu cá nhân tổ chức vẫn tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì bị xử phạt như hành vi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Theo đó, người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 đến 12 triệu đồng. Nghị định số 100 năm 2019 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 123 năm 2021. Nếu gây ra tai nạn giao thông cho người khác, thì người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, trên các diễn đàn mạng xã hội, đã có nhiều người tỏ thái độ bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách Thành Bưởi như thế nào sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Cục Đường bộ đã có yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải, quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của nhà xe Thành Bưởi. Thưa quý vị, sau vụ việc tài xế xe Thành Bưởi đang bị tước giấy phép lái xe vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xảy ra trường hợp tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian bị tạm giữ bằng lái. Nhiều người dân băn khoăn, bản chất tạm giữ và tước giấy phép lái xe khác nhau như thế nào? Có thể phân biệt tạm giữ và tước giấy phép lái xe cơ bản như sau. Tước giấy phép lái xe được hiểu là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức. Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, người vi phạm không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tạm giữ giấy phép lái xe là hình thức cảnh sát giao thông giữ giấy tờ. Trong trường hợp có hành vi vi phạm, chỉ bị phạt tiền nhằm đảm bảo người vi phạm sẽ nộp phạt. Sau khi nộp phạt mới được lấy giấy phép lái xe. Trong thời gian bị tạm giữ giấy phép lái xe, người vi phạm vẫn được lái xe bình thường và có thể xuất trình biên bản xử phạt thay cho giấy phép lái xe trong thời gian này. Theo quy định cụ thể là tại khoản 2 của Điều 82
của Nghị định 100 năm 2019 quy định về cái xử phạt trong cái lĩnh vực tham gia giao thông đường bộ, thì có quy định là trong trường hợp mà người tham gia giao thông bị tạm giữ giấy phép lái xe thì cái người đó vẫn có thể sử dụng cái biên bản hay là cái giấy hẹn về thu giữ cái giấy phép lái xe đó để tham gia giao thông. Nhưng họ chỉ được phép tham gia giao thông trong cái thời hạn mà cái biên bản hay cái giấy hẹn thu giữ giấy phép lái xe quy định. Còn đối với trường hợp mà ngoài cái thời hạn mà cái biên bản hay là cái giấy hẹn đó thu giữ cái giấy phép lái xe đã quy định, thì nếu mà bạn mà tham gia giao thông mà không mang theo giấy phép lái xe thì được coi là bạn không có giấy phép lái xe. Khi mà chúng ta đã bị vi phạm một cái hành vi hành chính nào đó mà đã bị xử phạt, hoặc là đang trong thời gian mà chúng ta chấp hành xử phạt đối với hành vi đó mà lại vi phạm một cái hành vi khác hoặc là hành vi tương tự, thì điều này được coi là tình tiết tăng nặng. Trường hợp mà chúng ta đang bị tạm giữ giấy phép lái xe nhưng mà chúng ta lại tham gia giao thông và lại vi phạm một cái lỗi về tham gia giao thông, thì như vậy là chúng ta là có cái tình tiết tăng nặng trong việc vi phạm hành chính ở lĩnh vực tham gia giao thông. Như vậy, bản chất tước giấy phép lái xe nghiêm trọng hơn so với tạm giữ giấy phép lái xe. Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa tạm giữ và tước giấy phép lái xe là khi bị tạm giữ giấy phép lái xe, người vi phạm vẫn có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông, còn tước giấy phép lái xe thì không. Thưa quý vị, dù ít xảy ra nhưng xe máy đang không hoạt động vẫn có thể xảy ra chập cháy điện. Các vụ cháy từ nguyên nhân này để lại hậu quả nặng nề. Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy. Trên thực tế, để phòng chống cháy nổ cho xe máy, người sử dụng phương tiện cần kiểm tra và thực hiện bảo dưỡng xe thường xuyên. Trên thực tế thì xe máy thì nhà sản xuất người ta đã làm là rất chuẩn rồi. Nhưng chính là những người thợ hoặc là các cái trung tâm bảo dưỡng khi xe của khách hàng mang đến cần phải lạp bổ sung ắc quy thì mọi người lại không quan tâm đến vấn đề này. Chúng ta nên sắm một cái lạp ắc quy đó có hệ thống tự động ngắt điện khi mà lạp điện vào bình ắc quy đã đầy đủ. Thì cái hệ thống này nó sẽ an toàn cho tất cả từ cái được bảo vệ được cái ắc quy nó tốt, thứ hai nữa là an toàn về cháy nổ. Bên cạnh những nguyên nhân cháy xe máy thường gặp nhất như IC, cầu chì, ắc quy gặp trục trặc dẫn đến tình trạng chập điện gây cháy, các chuyên gia cũng khuyến cáo chủ phương tiện không nên độ chế, tự ý thay đổi kết cấu hoặc lắp thêm các thiết bị không đúng nguyên tắc. Một cái cốp xe của mình đây, chúng ta thấy trang bị trong này rất nhiều đồ. Ở đây là bình xăng, đây là bình ắc quy. Hai cái bộ phận này thì liền kề với nhau. Chính vì vậy là đây chúng ta thấy dây điện đây. Thế đây là một cái mà chúng ta phải hết sức lưu ý về an toàn. Cũng như vừa tôi nói về phần ắc quy, chúng ta phải làm sao ắc quy được bắt chặt chẽ. Trong cốp xe thì tuyệt đối không để các cái vật liệu dễ cháy nổ. Đó. Xe cộ nhà mình mang về thì trong nhà mình thì phải tránh xa những cái chỗ vật liệu nó dễ cháy nổ và có nhiệt độ cao. Trên thực tế, cách phòng chống cháy nổ đơn giản nhất đó chính là người dân nên tuân thủ việc kiểm tra, bảo dưỡng xe thường xuyên, định kỳ để kịp thời phát hiện, thay thế các thiết bị hư hỏng trong quá trình hoạt động. Chuyên mục An toàn giao thông kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.